dài hơn hàng phổ thông 15 phân. Đấy. À, ván cũng dày hơn, quân tranh cũng dày hơn. Đây qua cái nhìn là cái đường soi để biết là cái ván nó dày như thế nào. Cái đầy dặn và được hoàn thiện rất là kỹ càng sắc nét. Đấy, tôi quay cận cảnh cho mọi người xem. Quay cận cảnh cho mọi người xem nhé. Hàng được hoàn thiện rất là kỹ luôn. Sờ trơn tay luôn. Đó, rất là dày dặn và những cái đường mộng này. Đó, rất là sắc nét này. Rất sắc nét luôn. Và này. Dạ vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám á, kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày cuối tháng 11 năm 2022. Buổi sáng ngày hôm nay thì bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế hàng thửa, đó, hàng đặt của khách hàng tại Sơn Tây Hà Nội. Đấy, một bộ bàn ghế Âu Á có kích thước thông số là hàng dày dặn, dày dặn và to hơn hàng phổ thông. Đấy, ngay sau đây thì tôi sẽ quay một video clip để giới thiệu mọi người cũng như là trước khi bàn giao khách hàng thì quý mọi người nào quan tâm thì theo dõi nhé. Bộ bàn ghế này thì là bao gồm có 6 món quý vị ạ, bao gồm 6 món. Đấy, hai chiếc cái nhỏ này, một bàn này, hai đôn này. Đó, và một chiếc đoạn dài, một chiếc đoạn dài. Thì về quy cách của bộ ghế này thì nó có thông số là dày hơn và dài rộng hơn. Đó, như chiếc ghế này là rộng là 95 phân quý vị này. Sâu 60 thì hàng phổ thông chỉ rộng khoảng độ 87 phân thôi. Hàng phổ thông chỉ rộng khoảng 87 phân thôi. Đó, và toàn bộ phần khuôn tranh này, khuôn tranh này là dày 4 phân. Ván mặt này là dày 2 phân. Hàng phổ thông chỉ dày 2 phân rưỡi và ván mặt là 1 phân 2 thôi. Đó, bộ này chúng tôi là dày gấp đôi hàng phổ thông luôn. Đấy, quy cách dày gấp đôi luôn quý vị ạ. Rất là chắc chắn này. Phần vách này là cũng là dày 2 phân quý vị nhá. Vách dày 2 phân. Bốn đầu tay là đục cá chép. Đó, trương là trương cuốn. Và đặc biệt là phần trương này, là trương này, cuốn này là cuốn liền này. Cuốn này là cuốn liền này. Hàng phổ thông là có sẽ nối. Đấy. Trương cuốn liền và tay vai là tay vai 12, rất là dày dặn. Hàng rất là dày dặn và được hoàn thiện rất là kỹ càng sắc nét. Đấy, tôi quay cận cảnh cho mọi người xem. Quay cận cảnh cho mọi người xem nhé. Hàng được hoàn thiện rất là kỹ luôn. Sờ trơn tay luôn. Đó, rất là dày dặn và những cái đường mộng này. Đó, rất là sắc nét này. Rất sắc nét luôn. Và này. Rất là kỹ càng và sắc nét luôn. Đó các bác xem. Ván mặt một tấm liền. Đó, nhãn thướn và nhãn bóng luôn. Đây, chiếc ghế nhỏ thứ hai đây. Chiếc ghế nhỏ thứ hai đây quý vị nhé. Chi tiết. Đấy, cận cảnh chi tiết. Cận cảnh chi tiết rất là đẹp. Rất là trơn tay luôn. Vần rất đẹp luôn, rất trơn tay luôn, vần cực kỳ là đẹp luôn. Đó, chiếc đôn này. Đó, đây là đôn kẹp đầu bàn và chiếc bàn này thì là có kích thước của nó là bình thường là ngang của nó là chỉ có 70 thôi quý vị ạ. Nhưng chiếc bàn này thì 75, chiếc bàn này thì là rộng 80. Rộng hơn hàng phổ thông 5 phân. Đó, còn chiều dài là bình thường là dài 1m4. Nhưng mà chiếc bàn này chúng tôi làm là dài 1m55, là dài hơn hàng phổ thông 15 phân. Đấy. À, ván cũng dày hơn, quân tranh cũng dày hơn. Đây qua cái nhìn là cái đường soi để biết là cái ván nó dày như thế nào. Cái đường soi này rất là mập, này ván rất là dày luôn các bạn. Hàng rất là dày dặn luôn. Đó, hai ngăn kéo. Đấy, chiếc đôn này cũng to bình thường. Chiếc đôn bình thường chỉ 40, chiếc đôn này là kích thước là 43 phân. Đó, rất là dày dặn luôn. Hàng rất là đẹp. Kỹ nét. Đó, hàng kỹ nét, không phải hàng chợ mọi người nhé. Đó, đây chiếc đoạn dài đây, chiếc đoạn dài này có kích thước là dài 2m45. Đó, 2m45. Đó, dài hơn hàng phổ thông 5 phân. Đấy là phổ thông 5 phân. Sâu thì vẫn chiều sâu 60, bởi vì là nếu mà chúng ta làm sâu quá thì ngồi sẽ không tới tựa lưng, tựa lưng nó sẽ không tới thì nó sẽ mỏi vị nhá. Đó, đục thì là đục ba chữ là ba chữ Hán và đục cá chép cũng như là những cái chi tiết như là đồng tiền ở đây. Đấy, những chi tiết đồng tiền ở đầu tay là đầu tay cá này. Đấy, chi tiết đồng tiền đây mọi người này. Đó, đồng tiền này mộng mạng rất sắc nét các bác nhé. Em quay cận cảnh quay chi tiết cho mọi người xem. Đó, cực kỳ là sắc nét và nhẵn mịn luôn. Ván mặt liền một tấm này vân này. Đó, vân rất là đẹp luôn. Ván mặt liền một tấm, vân rất đẹp luôn. Cũ là cực kỳ là sắc nét luôn các bác ạ. Mọi người nào có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đó, xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Hiện tại là buổi sáng nhưng ánh sáng nó đang hơi ngược một chút đấy các bác ạ. Hơi ngược sáng một chút nên là cái màu sắc nó chưa đúng với cái màu sắc thực tế. Bên ngoài thì nó sẽ sáng hơn này. Và video hiện tại nó đang hơi tối một chút mọi người nhé. Các bác đang quan tâm thì có thể đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ Tùng Tám để tham khảo những cái sản phẩm bên xưởng nhé.
Đó, tổng thể một bộ bàn ghế Âu Á hàng thửa, hàng VIP. Đó, thì quý khách quan tâm thì liên hệ bên xưởng sẽ tư vấn và báo giá cho các bác nhé. Bên em có rất nhiều các mẫu bàn ghế nó phù hợp với túi tiền. Đó, từ hàng bình dân đến hàng cao cấp, hàng thửa, hàng đặt đều có hết. Đó, đây, một bộ bàn ghế này của khách hàng tại Sơn Tây và hiện tại chiếc xe đang đợi đây. Một lát nữa thì bên em sẽ bàn giao cho khách hàng. Ok, xin chào mọi người.